trung thu không chỉ là dịp để trẻ em vui chơi mà còn là thời điểm để người lớn hồi tưởng về tuổi thơ những món đồ chơi truyền thống như đèn lồng đèn kéo quân mặt nạ giấy bồi ông sao hay những chiếc đèn cũ đơn sơ chiếc trống mộc mạc nhưng mang đầy ý nghĩa chúng không chỉ đơn thuần là vật phẩm giải trí vui chơi mà còn chứa đựng cả một bầu trời kỷ niệm và giá trị văn hóa không thể mở phai thưa quý vị và các bạn mỗi năm cứ đến dịp tết trung thu thì những người làm nghề đồ chơi trung thu truyền thống ở xã liêu xá huyện yên mỹ lại tất bật khẩn trương với những công đoạn làm ra các sản phẩm đồ chơi dân gian truyền thống vốn đã gắn liền với thời thơ ấu của rất nhiều người là một công việc đòi hỏi rất là nhiều những công đoạn thủ công tỉ mỉ song thu nhập lại không cao thêm vào đó là chịu rất là nhiều những áp lực từ thực trạng đồ chơi Trung Quốc được bày bán tràn lan nên nhiều hộ đã ngừng sản xuất. Tuy nhiên, với lòng yêu nghề và với mong muốn gìn giữ nghề truyền thống mà cha ông để lại nên ở xã Lưu Xá hiện vẫn còn những người đã gắn bó với nghề gần nửa thế kỷ. Làng Ông Hảo hay còn gọi là làng Hảo ở xã Lưu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, khởi thủy làm đồ chơi trung thu từ năm 1961 theo các cụ cao niên trong làng kể lại thời điểm đầu có hợp tác xã làm chống đồ chơi sau hợp tác xã giải thể những người vững nghề tự mở xưởng và lưu giữ nghề cho đến ngày nay là một nghề với nhiều công đoạn thủ công tỉ mỉ song thu nhập lại không cao thêm vào đó là sức ép từ thực trạng đồ chơi trung quốc bày bán tràn lan nên nhiều hộ gia đình trong làng đã dừng sản xuất Tuy nhiên với lòng yêu nghề và muốn gìn giữ nghề truyền thống của cha ông để lại, nên trong làng ông Hảo hiện giờ vẫn có những người gắn bó gần nửa thế kỷ làm đồ chơi Trung thu truyền thống. Gia đình tôi gắn bó cái nghề này không phải gắn bó về cái chạy đua theo kinh tế. Nếu chạy đua theo kinh tế thì làm nghề này thì không làm được vì kinh tế thu nhập rất thấp. Nhưng mà phát triển là cái sự cái, cái 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 yêu nghề của mình, Đấy, yêu nghề của mình mà để cho phục vụ cái đồ chơi cho cho trẻ em thu nhập thì nó không đáng kể nhưng vẫn đảm, đảm đảm bảo được mức sống khác với mặt nạ của các nơi khác mặt nạ làng ông hảo được làm thủ công từ những nguyên liệu đơn giản như giấy trắng giấy báo và bìa các tông tái chế cùng hồ dán nấu từ bột sắn để hoàn thiện một chiếc mặt nạ giấy bồi phải trải qua ba công đoạn cơ bản như tạo khuôn bồi khô và sơn vẽ từng chiếc mặt nạ sẽ được tạo hình bằng cách bồi giấy bìa giấy trắng lên khuôn đột sẵn khi đã bồi khô những chiếc mặt nạ sẽ được mang đi phơi nắng thời gian phơi phụ thuộc vào thời tiết sau khi phơi khô mặt nạ sẽ được đục mắt và bắt đầu công đoạn vẽ đây là công đoạn thổi hồn qua từng nét màu của người thợ từng lớp sơn được tô vẽ cứ liên tục nối tiếp nhau quá trình này được thực hiện tỉ mỉ và cẩn trọng qua đôi bàn tay khéo léo của người thợ làng ông Hảo, những chiếc mặt nạ giấy bồi cứ lần lượt hiện ra một cách sinh động, mang dáng dấp, hình hài thuần Việt, thể hiện sự duyên dáng, hóm hình cũng như nét văn hóa không thể pha trộn của con người Việt Nam. Gia đình ông Vũ Huy Đông hiện đang làm hơn 20 mẫu mã khác nhau gắn với các hình tượng 12 con giáp hay nhân vật dân gian gần gũi Bên cạnh đó còn phải dung hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại để những sản phẩm được tạo ra vừa bắt mắt, vừa bắt kịp xu thế thời nay mà vẫn giữ được bản sắc xưa. Tính riêng sản xuất phục vụ dịp Trung thu, gia đình ông cung cấp ra thị trường từ 8.000 đến 10.000 sản phẩm. Hàng làm đến đâu, khách mua hết đến đó. Dù làm quanh năm nhưng thời gian tất bật nhất vẫn là vào dịp Trung thu. Những chiếc mặt nạ sắc màu làng ông Hảo được đông đảo khách hàng đón nhận và thường bán đi các tỉnh thành ở miền Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương và một số tỉnh thành phía Nam như Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài sản xuất các loại mặt nạ bồi giấy, làng ông Hảo cũng được biết đến với nghề làm chống gỗ thủ công. Hình ảnh chiếc chống tròn tự trăng rằm tháng 8 luôn hiện hữu mỗi mùa thu về. Tùng dinh dinh các tùng, tùng dinh dinh tùng dinh dinh các tùng tùng dinh dinh. Tiếng trống như đưa con người ta trở về với những ký ức của trung thu xưa, bao dấu ấn và hoài niệm không thể phai nhòa. Mỗi chiếc trống được làm ra, đó không chỉ là kỹ thuật từ đôi bàn tay mà còn là bao tâm huyết, là sự chăn trở tử tế với nghề để công việc này có sức sống bền lâu hơn. Nghề trống này của chúng tôi thì trước thì làng người ta cũng làm nhiều nhưng mà bây giờ thì chỉ có vài nhà làm thôi vì lý do là đầu tư vốn thì nó cũng hơi nhiều. Một năm mới thu được thì thành ra là cũng không làm nhiều nữa. Chúng tôi thì vẫn yêu nghề vì lý do là cái nghề trống này là nghề truyền thống của gia đình cũng như là của thôn xóm. Thì chúng tôi cũng phải giữ lấy cái nghề này để mà cho con cho cháu rồi cho bản thân mình làm cho nó tạo điều kiện cho các con các cháu có công ăn việc làm. Những chiếc trống ở làng Ông Hào được chế tác thủ công từ các loại gỗ tốt như là gỗ mít, gỗ xoan, những chất liệu bền bỉ và có độ vang âm tốt. Mặt trống được bưng bít bằng da trâu, da bò, được căng và cố định chắc chắn, tạo nên âm thanh vang rền, đều đặn. Quá trình làm trống đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo của người thợ từ việc chọn gỗ, căng da đến điều chỉnh âm thanh sao cho thật chuẩn. Trong các quy trình này thì công đoạn nào là quan trọng? Công đoạn thì phải phơi cái tang trống là phải thật là khô. Thế xong là bưng vào thì bưng mình cũng phải là sảm cái trống cho nó kỹ thì nó kỹ thì nó có cái độ căng cái mặt trống ra thì là nó mới kêu được còn mình sảm kém thì cái độ mặt trống nó chưa được căng thì là cái tiếng kêu của nó kém tiếng trống như thế này là đã đảm bảo chất lượng chưa bà hoàn thiện được cái trống như thế này là được rồi những món đồ chơi trung thu truyền thống gợi nhớ về một thời thơ ấu bình dị những ngày tết trung thu rộn ràng tiếng trống tiếng cười việc duy trì và phát triển người làm đồ chơi trung thu tại làng ông hảo là một trong những cách bảo tồn và phát huy giá trị quý báu này để ngọn đuốc văn hóa truyền thống mãi luôn rực cháy dẫu biết thời gian trôi qua và cuộc sống có nhiều thay đổi nhưng nhịp tim của những giá trị truyền thống vẫn sẽ còn đập mãi trong dòng chảy của đời sống hiện đại từng chiếc mặt nạ giấy bồi từng chiếc trống rộn ràng đều mang theo câu chuyện của một thời đã qua làm sống dậy trong tâm hồn mỗi người những kỷ niệm đẹp đẽ và ý nghĩa qua đó, tình yêu dành cho truyền thống và văn hóa dân tộc được nuôi dưỡng và phát triển trở thành sợi dây vô hình kết nối quá khứ và hiện tại, giữ vững được bản sắc riêng của đất nước Việt Nam ta. Một mùa trung thu nữa lại về, những món đồ chơi dân gian truyền thống từ ngôi làng nhỏ đang được đưa đi khắp mọi miền của đất nước mặc cho những tác động của kinh tế thị trường, nơi đây những mạch nguồn văn hóa dân gian vẫn đang được nối dài bởi những đôi bàn tay và sự tâm huyết của những người làm nghề ở xã Liêu Xá đã góp phần để Trung thu thêm đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, những đêm trông trăng phá cỗ đêm rằm đầy ắp những kỷ niệm đẹp trong mỗi tâm hồn trẻ thơ.